Rồi, tiếp tục ha. Chúng ta cùng nhau qua ví dụ thứ hai. Viết phương trình đường tròn trong các trường hợp sau. À, như vậy mình thấy nè, thầy nhắc lại để viết phương trình một đường tròn thì các em có thể viết ở dưới dạng phương trình chính tắc. Này. Hoặc là dưới dạng phương trình tổng quát. À, hoặc là dưới dạng phương trình tổng quát đây. Đây, thầy đóng khung lại ha. Dưới dạng phương trình tổng quát hoặc chính tắc đều được cả. À, và mình lát nữa sau khi qua xong hết các ví dụ này thì thầy sẽ có một cái chú ý để chúng ta biết khi nào sẽ sử dụng cái phương trình chính tắc, khi nào phải sử dụng cái phương trình tổng quát. Được chưa? À, như vậy để viết phương trình thì đầu tiên mỗi phương trình đường tròn các em cần tìm tổng. Cái thứ hai là bán kính R. Được chưa? Và bán kính là gì? Bán kính là khoảng cách từ tâm Y đến một điểm bất kỳ nào đó trên đường tròn. Được chưa? Như vậy thầy sẽ vẽ hình để chúng ta minh họa được cái này đường tròn C có tâm Y và đi qua cái điểm A này này. Vậy thầy vẽ ha. Đây. Rồi tương đối tròn thôi nhá. Các em bảo thầy vẽ méo không chịu á. Minh họa thôi đúng không? Các em hiểu không? À, tâm Y có cho sẵn rồi. Như vậy yếu tố thứ nhất các em có này. Được chưa? Yếu tố thứ hai là gì? Tìm cái bán kính. Và bây giờ mình người ta cho cái dự kiện là đi qua điểm A có tọa độ 52. Có nghĩa cái đường tròn này đi qua cái điểm A. Vậy điểm A của thầy sẽ nằm đâu? À, giả sử điểm A của thầy nằm đây đi. A nằm đây. Nó không nằm đây được. À, mình minh họa thôi, vẽ nằm kiểu nào cũng được. Thì lúc này bán kính của mình là cái gì? À, chính là cái IA này này. À, bán kính R là bằng IA. Mà cái IA thì các em biết tính chưa? À, tính từ học kỳ 1 rồi đúng không? Dạ, chúng ta tính được ha. Rồi, như vậy chúng ta sẽ tính được hết sức dễ dàng. Dạ, như vậy đầu tiên các em phải tóm lại ha. Cái đường tròn C có nè, bước số 1 nè. Đây. Đường tròn C có. Thứ nhất nè, tâm Y tọa độ 1,2. Rồi, đi qua điểm A 5,2 thì mình có bán kính R. Bán kính R bằng cái gì? À, bán kính R đấy, thấy nó rõ ràng từ hình vẽ. À, nó chính là bằng IA. Các em tính khoảng cách giữa hai điểm, các em biết tính rồi đúng không? Căn bậc 2 này. Rồi, XA trừ XP tất cả bình. Rồi, cộng cho cái gì? IA trừ Y của điểm Y tất cả bình. Rồi, bằng. Các em thay số vào. Căn. Rồi, XA là số mấy? Là 5 nè. Rồi, trừ XY là số mấy? Số 1 nè. Bình. Được chưa? Cộng cho IA. IA là số mấy? Là số 2 này. À, trừ Y của điểm Y là số mấy? Là 2 luôn. Bình. Rồi, tới đây các em bấm máy tính nha. Còn không em nhầm với thầy nè. 2 trừ 2 là 0, 0 bình là 0. 5 trừ 1 là còn 4. 4 bình là 16. Vậy căn bậc 2 của 16 chính là 4. À, như vậy thầy tìm được tâm, tìm được bán kính. Có tâm, có bán kính. Thầy sẽ viết cái phương trình chính tắc của đường tròn. Được chưa? À, như vậy thầy có lúc này thầy có khi đó phương trình của đường tròn C là. Các em chưa quen thì các em cứ ghi lại công thức cái đó. Rồi sau này mình quen rồi thì mình ghi thẳng ra đúng không? Để ghi lại công thức này. X trừ A tất cả bình cộng Y trừ B tất cả bình bằng R bình. Các em thay vào. Như vậy X trừ A, AB, AB với em phải biết được. A là cái hoành độ của tâm Y, B là cái tung độ của tâm Y. Như vậy thầy có X trừ A của mình là trừ 1 này, bình cộng cho Y trừ B là Y trừ 2. Đấy, tất cả bình bằng R bình, bán kính R bằng 4, 4 bình lên là 10, 16. Được chưa? Như vậy các em xong cái câu A ha. Như vậy mình nhìn cái câu A này. À, tìm, đầu tiên phải tìm tâm và bán kính. Ở đây cái dự kiện người ta cho đi qua này, này
để mình tìm ra cái bán kính rộng. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta kết thúc câu này ha. Rồi, tiếp tục chúng ta của ví dụ 2 đó là chúng ta qua câu B. À, đường tròn C của thầy cho là có đường kính AB với điểm A, điểm B. À, như vậy thầy sẽ vẽ cái hình nhỏ nhỏ minh họa cho chúng ta cái này ha. Đây. Đây. Đường tròn C của thầy này. Rồi, có đường kính AB. À, đường kính mình học mình phải có những cái khái niệm cơ bản nhất của năm lớp 6 đúng không? Đường kính AB đây. À. Đường kính AB. A. B. Rồi, như vậy thì từ đây các em thấy này, à. Cái bán kính mình phải tìm làm gì? À, bán kính này rồi. Bán kính thì bằng đường kính chia đôi. Đúng không? Như vậy các em sẽ tìm được cái bán kính. Rồi cái thứ hai, cái tâm. À, cái tâm. Tâm thì nằm ở đâu? Tâm của đường tròn này nằm ở đâu? À, nó sẽ là trung điểm của A, AB. Đây. Trung điểm Y của AB. Như vậy mình thấy này, à mình cần phải tìm Y. Đúng không? Rồi tiếp theo mình cần phải tìm đường kính AB và mình chia đôi ra, mình đã được bán kính. Đấy, như vậy viết phương trình đường tròn thì các em làm gì là phải tìm ra tâm, tìm ra bán kính. Dạ, trong hai trường hợp câu A và câu B này mình thấy à, tìm tâm với tìm bán kính rất là dễ dàng. Áp dụng các kiến thức đã học thì các em sẽ làm được. Đúng không? À, như vậy đầu tiên mình sẽ thấy cái nào cần tìm ra thì các em cứ tìm ra thôi. À, như vậy đầu tiên các em gọi nè. Bước số 1. Gọi Y là trung điểm của AB. Của AB. Rồi, thầy không ghi công thức nữa nha, thầy tính nhẩm ra luôn. Suy ra cái điểm Y có tọa độ là gì? Đó, trung điểm thì hoành độ cộng hoành độ chia đôi, tung độ cộng tung độ chia đôi. Đúng không? Như vậy thầy nhẩm nè, 5 cộng 3. 5 cộng 3 là 8, chia đôi là được 4. Đúng chưa? Rồi. Tiếp theo 2 cộng 6. À, 2 cộng 6 cũng là 8, 8 chia đôi cũng đã 4. À, như vậy thầy được cái tâm Y rồi. Đây, tìm được cái tâm Y. Nhẹ nhàng chưa? Và lúc này mình thấy nè, à, bán kính R là bằng AB chia đôi, hoặc là bây giờ mình không thích thì mình thấy IA hoặc IB có được không? Được hết. Nhưng mà ở đây thầy khuyên các em vẫn tính cái AB, tại vì làm sao? Nhiều khi mình tính Y này mà cái tọa độ nó không có đẹp á, nó ra phân số này nọ, các em tính khó hơn. Hiểu chưa? Rồi, như vậy thầy tính là AB này. AB. Đây, tính vector AB. Như vậy vector AB mình thấy dễ dàng không? 3 trừ 5 ra mấy? 3 trừ 5 ra trừ 2. Đây. Rồi, 6 trừ 2 ra 4. Như vậy từ đây mình suy ra được cái AB. Suy ra được AB. Có phải bằng độ dài của vector AB không? Rồi. Căn của mấy? Rồi, này bình cộng này bình. Ha, A bình cộng bình. Trừ 2 bình cộng 4 bình. Rồi. Mình tính ra được. Này được 16 nè. Đó. 16. 4 bình 16. Cộng cho này là trừ 2 bình là 4. 20. Đúng không? Như vậy mình được 20 thì căn bậc 2 của 20. Thì các em bấm máy tính thì được 2 căn 5. Đó. 2 căn 5. Như vậy đây là AB thôi. À, cái mình cần là mình cần cái gì? AB chia 2. Đúng không? Để tìm ra bán kính. Vậy lúc này mình có nè. Rồi thầy tóm lại. Lúc này đường tròn C của thầy. Đường tròn C. Đường tròn C là gì? Là đường tròn có đường kính AB. Thì lúc này cái đường tròn C sẽ có cái gì? Tâm Y. Đúng không? Tâm Y tọa độ của thầy 44 nè. 44. Được chưa? Rồi. Bán kính R. Bán kính bằng bao nhiêu nhỉ? Đây. Bán kính R có phải bằng AB chia 2 chưa? Hay là 1 phần 2 của AB? Mà AB của em là 2 căn 5. Mình thay vào đây. 2 với 2 rút gọn về còn căn 5. Được chưa? Như vậy em tìm được tâm, tìm được bán kính, em viết được. Ở đây chúng ta thấy tìm rất là dễ dàng cái tâm và cái bán kính. Chúng ta viết phương trình chính tắc ha. Lúc này mình có phương trình của đường tròn C là. Của đường tròn C là. Rồi. X trừ A tất cả bình cộng cho gì?
y trừ b tất cả bình bằng r bình. Các em thay vào như vậy, x trừ a là gì? Trừ 4 này. X trừ 4 cộng cho y trừ b là trừ mấy luôn? 4 luôn, b cũng bằng 4. Bằng căn bậc 2 của 5 mà bình lên chính là 5. Như vậy các em đã xong cái câu b. Các em thấy dễ dàng không? Rất là dễ dàng ha. Rồi, chúng ta kết thúc cái câu b nhé. Rồi, tiếp theo ta qua câu c ha. Câu c chúng ta nào. Đường tròn C ngoại tiếp tam giác ABC với điểm A, điểm B, điểm C chặt chưa? Như vậy thầy sẽ vẽ hình minh họa chúng ta xem thử ha. Đây, thầy vẫn vẽ trước cái đường tròn này. Đây là đường tròn C ngoại tiếp tam giác ABC. Có nghĩa là nè, tam giác ABC, thầy vẽ tam giác ABC. Đây, được chưa? A B C, được chưa? Ngoại tiếp tam giác ABC có nghĩa đi qua ba định A này, B này, C của cái tam giác ABC. Còn nội tiếp là nó tiếp xúc ba cạnh nhé. Nhớ giùm thầy chỗ đó ha. Ngoại tiếp, được chưa? Như vậy chúng ta thấy nè. Ở đây cái câu này mình xem thử vậy, mình có dễ dàng tìm được cái tâm hay không? Đúng chưa? Có dễ dàng tìm được cái tâm giống như hồi nãy cái câu A là cho sẵn tâm rồi, còn câu B là cho tâm là trung điểm của AB thôi, là mình tìm ra được luôn. Còn này tâm mình không biết nằm đâu, đúng không? Chỉ biết ngoại tiếp cái tam giác này thôi. Như vậy đối với cái dạng trường hợp gì nè, nghe chút xíu ha, thì cái việc mà tìm tâm y không có dễ dàng này, với lại nó có ở cái chỗ mà gì, đi qua từ 2 điểm trở lên hoặc là 3 điểm. Thì các em làm gì? Các em sử dụng cái phương trình tổng quát. Các em làm sẽ giải quyết nó sẽ dễ dàng hơn. Được ha? Hồi này ngay từ ban đầu ví dụ thầy đã nói rồi, thầy sẽ hướng dẫn để và thầy nói cái kinh nghiệm thôi. Để khi nào các em biết sử dụng phương trình chính tắc hay nào khi nào phương trình tổng quát. Đây này, kinh nghiệm nhỏ là gì? Khi người ta cho sẵn tâm hoặc tìm tâm rất dễ dàng và bán kính, thì chúng ta sử dụng hồi nãy cái phương trình chính tắc như câu A và câu B. Còn câu C của thầy, tâm thầy tìm không có dễ dàng, đúng không? Tâm đây đâu có trung điểm. Đây nhiều em áp dụng cái trọng tâm vô sai bét, được chưa? Rồi, và cái bán kính cũng không phải dễ, đúng không? Cho nên lúc này các em sẽ sử dụng cái dạng phương trình tổng quát. Và một cái gợi ý để khi chúng ta sử dụng phương trình tổng quát đó là gì? Đi một cái phương trình đường tròn đi qua 2 điểm trở lên và thỏa thêm một điều kiện nào đó thì các em thông thường em sử dụng này, được chưa? Và ở đây thầy sẽ sử dụng, hướng dẫn ta sử dụng cái phương trình tổng quát. Như vậy đầu tiên thầy giới thiệu cái phương trình tổng quát đó. Đây, phương trình tổng quát của đường tròn C là rồi, x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng C bằng 0. Với điều kiện là gì? Với A bình cộng B bình trừ C phải dương. Và thầy nhắc tới nhắc lui, em phải biết nhớ cái điều kiện này nhé. Điều kiện phải dương. Rồi, như vậy bước số 1, mình giới thiệu cái phương trình mình sẽ sử dụng. Được chưa? Rồi, để tiếp theo mình thấy này, để ý này, nghe. Cái đường tròn này đi ngoại tiếp tam giác ABC có nghĩa nó đi qua các điểm A, điểm B, điểm C. Như vậy có phải là các điểm ABC này thuộc vào cái đường tròn không? Đúng chưa? Rồi, bước tiếp theo ta có này. Đây, ta có điểm A. Ta có điểm A tọa độ là bao nhiêu? 5, 3 thuộc vào cái đường tròn C này. Thuộc vào đường tròn C thì làm gì? Thầy sẽ thế x bằng 5, y thầy thế bằng 3 vào. Được chưa? Thế tọa độ mà nó được một phương trình đúng. Như vậy, cái đầu tiên thì thầy sẽ thế nhẹ nhàng ha. Thế từng bước một, 5 thay vào 5 bình. Rồi, cộng cho 3 thay vào 3 bình. Được chưa? Rồi, trừ 2a nhân cho x là 5. Trừ 2b nhân cho y là mấy? Y là 3.
cộng C bằng 0. Và này, thầy rút gọn lại, thầy sắp xếp lại thứ tự, thầy được trừ 10A. Trừ 2 x 5 là trừ 10, nhân với A là trừ 10A. Trừ 2 x 3 là trừ 6B. Rồi, cộng C. Rồi, và bằng. Bằng bao nhiêu? Đây, không có bằng 0, mà thầy chuyển cái này qua. 5 bình là mấy? 5 bình là 25. Được chưa? Rồi, 3 bình là mấy? Là 9. Cộng lại là bao nhiêu? Là 34 chưa? Chuyển sang bên kia, trừ 34. Rồi, thầy đặt nó là phương trình 1. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, thầy sẽ có cái điểm điểm B và điểm C cùng thuộc cái đường tròn, đúng không? À, như vậy điểm B của thầy nè, mà điểm B tương tự nè. Điểm B tọa độ là mấy? Điểm B 62 thuộc vào đường tròn C. Các em thay vào, thay x bằng 6, thay y bằng 2. Các em thay vào, như vậy thầy được 6 bình nè, cộng cho 2 bình, rồi trừ cho 2a nhân x thay bằng 6, trừ 2b nhân y thay bằng 2. Đây, và cộng C bằng 0. Em cứ viết lại. Được chưa? Tới đây mình sẽ được cái nào đây? Nhìn đây, rút gọn lại thôi. Như vậy trừ 2 nhân cho 6 được trừ 12. Như vậy nhân với A trừ 12A. Tương tự này được trừ 4B cộng C. Rồi, này được 36 nè. Được chưa? 36 với lại 4 nữa là 40, chuyển sang trừ 40. Rồi, thầy gọi này hai nhỏ. Rồi, và tương tự như vậy, cái điểm C của thầy tọa độ là mấy? À, điểm C 3 trừ 1. 3 trừ 1 thuộc đồ thị C. À, có nghĩa là thuộc cái đường tròn C này. Đây, thầy thay vô. Như vậy, y thầy thay là 3. À, x thầy thay bằng 3. Y thay bằng trừ 1. Như vậy, thầy sẽ có được nè. 3 bình cộng trừ 1 bình, trừ 2A nhân x là 3, trừ 2B nhân y là trừ 1, cộng C bằng 0. À, rồi, đây, như vậy thầy rút gọn lại được trừ 6A nè. Rồi, trừ 2 nhân cho trừ 1, cộng 2B, cộng C bằng. Rồi, này 3 bình là 9, trừ 1 bình là 1, cộng lại là 10, chuyển sang trừ 10. À, như vậy thầy gọi này là 3 nhỏ. Được chưa? Như vậy từ 1, 2, 3 thầy có hệ 3 phương trình 3 ẩn, thầy sẽ giải được nè. Từ 1, 2, 3 ta có. Rồi, hệ 3 phương trình 3 ẩn. Ghi lại thôi. Phương trình đầu của thầy là gì? Trừ 10A nè. Trừ 10A trừ cho 6B cộng C bằng trừ 34, đúng không? Rồi, tiếp theo phương trình thứ hai, trừ 12A, rồi trừ 4B cộng C bằng trừ 40 nè. Trừ 40. Rồi, tiếp theo phương trình cuối cùng là trừ 6A cộng cho mấy? 2B cộng C bằng trừ 10. Và thầy bấm máy tính ha, giải được A, B, C. Rồi, mấy em chờ thầy bấm máy tính ha. Thì các em cứ lấy máy tính các em bấm theo thầy thôi. À, máy tính xịn của thầy cho nên là thầy phải mốt chính ha. Được chưa? Rồi, phần hệ phương trình thầy bấm một nhỏ nè. Ba ẩn thầy bấm số 3 nè. Và thầy tương tự thầy nhập vào. Đầu tiên trừ 10 nè. Rồi, trừ 6. Rồi, số 1. Rồi, D của mình là trừ 34. Được chưa? Rồi, tiếp theo, trừ 12, trừ cho 4 nè. Rồi, 1. Và hệ số D của mình là trừ cho 40. Các em cứ nhập bình tĩnh vào. Rồi, phương trình cuối cùng là trừ 6 nè. Rồi, 2, 1 và trừ 10 ha. Rồi, à, thầy giải ra được x bằng 4. Như vậy có nghĩa là A của thầy bằng 4 nè. Rồi,
y bằng 1, có nghĩa b bằng 1 và c bằng 12. Được chưa? Như vậy có nghĩa z bằng 12 là c bằng 12. Sau khi các em giải ra được ABC thì em xem thử vậy có thỏa cái điều kiện a bình cộng b bình trừ c dương không? Mình nhầm nè, 4 bình là 16 cộng 1 bình là 17. 17 mà trừ 12 là dương. Đúng không? Đó, như vậy thỏa cái điều kiện sau này. Thầy ghi nè, thỏa sao? Thỏa điều kiện sao? Được chưa? Ấy, như vậy lúc này mình thay ABC vào lại đây mình được cái phương trình đường tròn C thôi. À, như vậy lúc này mình kết luận vậy đường tròn C có phương trình. Vậy phương trình của C là x bình nè, giữ nguyên cộng y bình trừ 2 trừ 2 a là mấy? A là số 4. Rồi, x như vậy a là số 4 mình thay vào nè. À, do lần đầu tiên cho nên thầy viết ra, còn không là sau này là quen rồi thầy viết trừ 8 ít luôn nhá. Đó. À, cho nên thầy mới viết đóng ngoặc là để các em thấy là thầy đang thay vào đấy. Trừ 2 b của mình là một. Được chưa? Và y của thầy viết xuống. Rồi, cộng cho c là 12 bằng 0. Được ha? Rồi, như vậy là thầy được cái phương trình là x bình nè cộng y bình trừ cho này là 8x trừ cho 2y cộng 12 bằng 0. Được chưa? À, như vậy chúng ta thấy trong trường hợp này thầy lập phương trình dưới dạng phương trình tổng quát. Được chưa? Một cái phương trình tổng quát của đường tròn C. Ha. Được chưa? Như vậy chúng ta kết thúc cái câu C này nhóm A. À, tiếp theo chúng ta qua ví dụ cuối cùng, câu cuối cùng của ví dụ thứ hai. Được chưa? Như vậy đầu tiên ta thầy đọc thì đề bài này. Đường tròn C của thầy đi qua hai điểm MN và có tâm nằm trên đường thẳng đến ta. Như vậy đầu tiên mình phải biết là thì này thầy nói rồi, đi qua từ hai điểm trở lên và thỏa một điều kiện gì đó thì thông thường mình sẽ sử dụng cái phương trình gọi là phương trình tổng quát. Đầu tiên thầy sẽ vẽ cái hình minh họa cho chúng ta. Được chưa? Như vậy thầy vẽ đường tròn C này. Được chưa? Đi qua hai điểm MN, giả sử M đấy, N đấy. Nha, mình không cần biết cụ thể chính xác cái vị trí nó nằm đâu, minh họa ra thôi. M điểm nào? Đi qua hai điểm. Mấy N nằm đây cũng được, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, và có tâm nằm trên đường thẳng đến ta. À, tâm y. Như vậy mình xem cái tâm y là cái anh này. À, thì gọi y. Và cái tâm y này của các em biết là nằm trên một cái đường thẳng đến ta. Như vậy thầy vẽ cái đường thẳng bất kỳ của chúng ta thấy ra. À, cái điều kiện chúng ta. Đây, giả sử vậy ha. Đường đến ta của thầy. Rồi. Đường thẳng đến ta. Rồi, đường đến ta của thầy có phương trình này. Mấy em để ý ha. Thầy ghi đường đến ta của thầy. Có phương trình là x trừ 2y cộng 5 bằng 0. Đấy, như vậy từ các cái dự kiện này thì chúng ta thấy là chúng ta cần tìm ra cái tâm và tìm ra bán kính để chúng ta viết phương trình, đúng không? Như vậy chúng ta thấy cái tâm y này không dễ dàng này. Cái bán kính thì mình biết có thể bằng im bằng in, nhưng mà cái tâm y mình tìm không được, không có dễ dàng tìm, cho nên mình áp dụng cái phương trình chính tắc là hầu như là nó sẽ khó khăn hơn chút. Cho nên thêm chúng ta sẽ sử dụng cái phương trình tổng quát ha. Đây, thứ nhất này, thầy cũng sẽ giới thiệu lại cái phương trình tổng quát của đường tròn C ha. Phương trình tổng quát của đường tròn C là gì? X bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng C bằng 0. Với cái nào? Với điều kiện là gì? A bình cộng B bình trừ C phải dương nhé. Là cái điều kiện thầy gạch chân. Thầy gọi nó là điều kiện sao? Hòa cái điều kiện này. Được. À, như vậy bây giờ mình đi qua hai điểm thì mình cứ thế vào thôi. Và đầu tiên mình thấy là cái đường tròn tổng quát này, cái đường tròn này có tâm y là phải tọa độ là AB không? Điểm y có tọa độ là A nhỏ B nhỏ không? Đúng chưa? À, như vậy đầu tiên ta có này. Đây.
Đã có. Điểm M tọa độ bao nhiêu đây? Điểm M tọa độ là 0,4. 0,4 thuộc vào đường tròn C. Như vậy thầy thay vào đây. Không bình là 0, thầy không viết nữa. À, 4 bình. 4 bình lên là 10. 16 trừ 2. 2A nhân 0. Rồi, trừ 2B nhân 4. Cộng C bằng 0. À, như vậy thầy được. Một cái phương trình này là 0 chưa? A nhân 2, trừ 2A nhân 0 là 0. Vậy thầy được trừ 8B này. Trừ 8B cộng C bằng trừ 16. Được chưa? Như vậy cái điểm M xong. Tiếp theo vậy thầy thay điểm N đi. N của thầy tọa độ là mấy? 26. 26 thuộc đường tròn C. Thì thay vào 2 bình, thay vô 2 bình lên là 4, 6 bình lên là 36. Được chưa? Được rồi, 6 bình lên là 36. 36 với 4 là 40. Chuyển sang bên này là trừ 40 nè. Rồi, bây giờ mình mới thay tiếp 2 vô đây. Vậy thì được trừ 4A nè. Giờ thay 6 vô đây, trừ 12B. Rồi, cộng C. Ở đây là thầy phải thay nhanh, tại vì là lý do là sao? Ở câu C là thầy đã thay từng bước một rồi, đúng không? Thầy đặt phương trình 1, phương trình 2. Có hai phương trình nhưng mà ba ẩn thì chúng ta không có giải được. Và chúng ta còn thêm một cái ẩn ở chỗ nào? Ở thêm một cái phương trình ở chỗ nào? À, một phương trình nữa là gì? Từ nãy giờ mình thấy là đã cái sử dụng cái này đâu? Đã sử dụng cái tâm thuộc đường delta đó, đúng chưa? À, bây giờ chúng ta sử dụng tiếp theo. Cái tâm của cái đường tròn này sẽ thuộc đường delta. Tâm Y. Tâm Y có phải có tọa độ AB không? Đúng không em? Tâm Y đường tròn này nếu thỏa cái điều kiện này, tâm Y tọa độ là AB này. AB bán kính R bằng căn của gì? A bình cộng B bình trừ C. Đó. Đúng không? Vậy tâm Y tọa độ AB. Mà người ta cho tâm Y này thuộc cái đường thẳng này. Đường ta. Như vậy mình thế A vào đây, thế B vào đây. Xong. À, tâm Y tọa độ AB thuộc delta. Delta của thầy là mấy? X trừ 2Y cộng 5 bằng 0. Như vậy thầy thay vào. À, cái A thì ứng với hoành độ thì thay vào X này. Như vậy A trừ cho B là thầy thay vào Y tung tung độ 2B cộng 5 bằng 0. Và thầy được là gì? A trừ 2B bằng trừ 5. Đây chính là phương trình 3. Như vậy từ 1, 2, 3 tóm lại nè. Từ phương trình 1, 2 và phương trình 3 ta có cái hệ phương trình là gì? Các em ghi ra hệ phương trình. À, cái câu phương trình 1 của mình là trừ 8B cộng C trừ 8B cộng C bằng trừ 16. Các em viết xuống. Rồi, phương trình thứ 2 của thầy là trừ 4A nè. Trừ 12B cộng C bằng mấy? Bằng trừ 40 hoặc. Rồi, này còn phương trình cuối cùng, phương trình 3 là A nè, trừ 2B bằng trừ 5. Và thầy bấm máy tính, thầy giải ra được ABC. A bằng B bằng C bằng. Rồi mấy em chờ thầy bấm máy tính chút xíu ha. Ở dưới các em trong đó em cũng có thể bấm máy tính để đọc kết quả cũng được. Cho thầy mình thế vào ha. Rồi như vậy chúng ta thế vào các hệ số. Như vậy hệ số này là không có là số 0 nè. Được chưa? Rồi trừ 8. Rồi 1. Rồi. À, hệ số này D của mình là trừ cho 16 ha. Rồi, trừ 4 nè. À, trừ 12. 1. Rồi, D của mình là trừ 40 đúng không ạ? Rồi, tiếp theo này mình có A là hệ số A của mình là 1 nè. Hệ số B là trừ 2. Trừ 2. Hệ số C là 0. Bây giờ hệ số D là trừ 5.
Rồi, như vậy các em được x bằng 7/3, có nghĩa là a bằng đấy 7/3. Đây. Rồi, b bằng 11/3 và c bằng 40/3. Được chưa? Rồi, như vậy thầy kiểm tra lại một lượt thử coi. A của mình 0 nè, B trừ 8, C là 1, D là trừ 16, đúng nè. Rồi, trừ 4, trừ 12, 1, trừ 40. Rồi, 1 nè, trừ 2, 0, trừ 5, đúng rồi. Như vậy mình xem thử coi có thỏa cái điều kiện sau hay không, đúng không? Mình thay vào, mình tính nè. Căn bậc 2 của 7/3 tất cả bình, mình cứ tính bình thường thôi. Đây, 7/3 đóng ngoặc, rồi bình cộng cho 11/3. Yeah. Đây, cộng 11/3, rồi đóng ngoặc lại, bình và trừ cho bao nhiêu nhỉ? Trừ cho 40/3, trừ 40/3. Các em cứ kiểm cái điều kiện thỏa. Như vậy cái điều kiện này nó mình bằng là 5 căn 2 chia 3, như vậy hiển nhiên là thỏa cái điều kiện sau. Yeah. Và các em kết luận được là vậy phương trình của đường tròn C là cái gì? Các em thay ABC này vào đâu? Vào các cái vị trí này, thay vào đây. Đúng không? Thay B vào đây, thay C vào đây. Như vậy thầy có được đó là x bình nè cộng y bình trừ 2 nè, a là 7/3, rồi trừ cho 2 nè, b của mình là 11/3, được chưa? Y và cộng cho 40/3 bằng 0. Nghe thầy rút gọn lại thầy được nè, x bình cộng y bình, rồi này được nhân lại là trừ 14/3, được chưa? Trừ 22/3 y cộng 40/3 bằng 0. Như vậy chúng ta kết thúc cái câu D của cái ví dụ thứ hai. Các em ghi bài thật là rõ, ghi kỹ vào, học bài kỹ cho thầy nhé. Rồi buổi sau thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm các bài tập tiếp theo.